Kính thưa quý vị, chỉ còn một số thời gian ngắn nữa thôi, chúng tôi xin mời linh mục Hà Văn Thủy sẽ làm lễ và cùng với đại chúng, cho nên chúng tôi nhận định mời quý vị đi sắp hành và chân là những cuối cùng để đi lại trong cái